Tinh tinh là loài linh trưởng to lớn và nó cũng là thành viên thuộc họ Hominidae, bao gồm cả loài người. Chúng được tìm thấy trên khắp miền Tây và Trung Phi. Tinh tinh là họ hàng gần nhất với chúng ta trong vương quốc của các loài động vật. Hãy cùng Hà Sirius tìm hiểu một số sự thật thú vị về chúng nhé. Chúng ta chia sẻ khoảng 98% DNA của mình với chúng, và tinh tinh cũng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do số lượng ngày càng giảm. Giống với chúng ta, tinh tinh cười đùa cùng nhau, lập nên các nhóm xã hội và sử dụng các dụng cụ cho mục đích riêng. Tinh tinh sống khoảng 50 năm trong tự nhiên và lên đến 60 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Những đứa con có mối quan hệ bền chặt với mẹ và duy trì mối quan hệ thân thiết trong suốt cuộc đời. Trong nhiều thập kỷ qua, đã có nhiều nghiên cứu về chúng và chúng ta liên tục phát hiện ra những điều mới lạ. Từ việc tinh tinh có những đặc điểm tính cách ổn định, đến việc luôn giữ cho tổ của chúng sạch sẽ hơn. Tinh tinh nặng 40-70kg đối với con đực, 27-50kg đối với con cái và cao 1,5m ở tư thế đứng. Như vậy, tinh tinh khá to lớn chứ không phải dạng vừa. Thích tỏ ra nguy hiểm. Những con tinh tinh được khẳng định vị thế của mình bằng những cuộc tấn công đầy uy lực, gồm đập tay, dậm chân, kéo lên những cành cây khi đang chạy hoặc ném những viên đá. Khi làm những điều như thế, chúng sẽ trông to lớn và nguy hiểm hết mức có thể, và thực sự có thể đe dọa đến con khác có vị thế cao hơn mà không cần phải chiến đấu. Những cái chạm nhẹ là điều quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các con tinh tinh. Vì vậy, giữ gìn đời sống xã hội là một trong những hành vi quan trọng nhất, phục vụ cho việc duy trì hoặc cải thiện tình bạn trong cộng đồng và làm dịu đi những cá thể trong trạng thái lo lắng hoặc căng thẳng. Khi những con tinh tinh con chơi đùa, chúng phát ra những tiếng cười sảng khoái, và khi tinh tinh đi kiếm ăn hoặc nghỉ ngơi, chúng sẽ phát ra những tiếng lẩm bẩm có thể giúp duy trì khả năng giao tiếp trong bầy của chúng. Tiếng kêu bra được phát ra rất lớn và dài khi những con tinh tinh gặp điều gì đó bất thường hoặc nguy hiểm. Tinh tinh cảnh báo nguy hiểm cho bạn bè của chúng. Tinh tinh sống trong một môi trường nguy hiểm, nhưng may mắn thay chúng có sự hỗ trợ lẫn nhau. Những con linh trưởng to lớn này được biết rằng sẽ phát ra cảnh báo cho bạn bè của chúng. Nhưng trong một nghiên cứu vào năm 2014, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tinh tinh sẽ điều chỉnh cảnh báo của chúng dựa trên những thông tin nếu chúng nghĩ rằng những con tinh tinh khác đang gặp nguy hiểm. Tinh tinh sẽ thực hiện một loạt cảnh báo để báo động và nhìn chằm chằm vào mối đe dọa, sau đó quay trở lại bầy. Những việc này được thực hiện liên tục đến khi những con tinh tinh khác chú ý đến. Nếu chúng nhận thấy những con tinh tinh khác không chú ý, thì tiếng kêu và cử chỉ của chúng càng trở nên gấp gáp hơn nữa. Và nghiên cứu cũng cho rằng tinh tinh sẽ đưa ra nhiều cảnh báo hơn về các mối nguy hiểm đối với những con tinh tinh là người thân hoặc bạn bè của chúng. Chúng ta thấy ngay cả tinh tinh cũng học được câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tinh tinh bắt chước những hành động chúng thích. Học hỏi lẫn nhau là việc làm phổ biến ở loài tinh tinh. Chúng không chỉ học cách chế tạo các dụng cụ từ nhau mà còn bắt chước nhau tạo mốt thời trang. Năm 2010, một con tinh tinh Zambia tên là Julie vô tình có cọng cỏ vướng vào tai mà không rõ nguyên nhân. Những thành viên còn lại trong bầy của nó đã làm theo. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã quan sát chúng. Họ thấy việc này chỉ diễn ra một lần và họ nghĩ rằng mục đích của tinh tinh khi đeo phụ kiện này ở tai là để trông đẹp mắt hơn đối với những con tinh tinh khác. Đối với chúng, không có tinh tinh xấu, chỉ có tinh tinh không biết cách làm đẹp. Nani? Tinh tinh sẽ ăn bất cứ thứ gì. Từ lâu người ta cho rằng tinh tinh là động vật ăn cỏ, nhưng hóa ra chúng là loài động vật ăn tạp bởi chúng ăn cả thịt lẫn thực vật. Woodall lần đầu tiên quan sát thấy những sinh vật này ăn thứ gì đó mà không phải thực vật, vì cô nhìn thấy chúng dùng que để lấy những con mối. Tinh tinh cũng ăn cả thịt của khỉ, và chúng rất thích ăn thịt khỉ đỏ colobus. Ở những khu vực có cả hai loài này, số lượng khỉ đỏ colobus suy giảm đáng kể. Trong khi đó, chúng cũng ăn nhiều loại trái cây, rau, củ và hạt, và tránh những thứ làm chúng thấy khó chịu, bao gồm các thực phẩm có mùi liên quan đến chất gây ô nhiễm sinh học. Theo mình thì rất có thể bao gồm sầu riêng, mắm tôm, mắm nêm, bún cua, vân vân. Tinh tinh có tính cách ổn định. Năm 1973, một nhóm các nhà nghiên cứu đã mô tả tính cách của 24 con tinh tinh trong vườn quốc gia Gombe dựa vào hồ sơ chỉ số cảm xúc. Chỉ số này ấn định điểm số dựa trên 8 tính cách chính: đáng tin cậy, không đáng tin, kiểm soát được, khó kiểm soát, hung hăng, nhút nhát, trầm mặc và hòa đồng.
Nói chung con cái thể hiện bản chất đáng tin cậy hơn, trong khi con đực lại hòa đồng hơn. Tuy nhiên vẫn tồn tại những ngoại lệ. Một con tinh tinh có cái tên Passion được đánh giá rằng nó rất không đáng tin, hung hăng và chán đời. Passion và con gái của nó được xác định rằng đã giết chết 4 đứa con vừa mới sinh của một con cái khác. Các nhà nghiên cứu đã trở lại vườn quốc gia đó vào năm 2010 để đánh giá tính cách của 128 con tinh tinh khác bằng cách sử dụng 24 số liệu khác nhau. Họ nhận thấy rằng tính cách của tinh tinh vẫn ổn định, bất kể chúng ở trong môi trường hoang dã hay bị nuôi nhốt. Tinh tinh cũng có các nghi lễ của riêng chúng. Một đoạn phim đã quay 4 bầy tinh tinh ở Tây Phi và cho thấy những con vật sẽ ném đá vào một số cây nhất định, sau đó để những viên đá ở đó rồi chúng lại lặp lại quá trình này. Trên thực tế, điều này dường như không liên quan gì đến việc tìm kiếm thức ăn hoặc sử dụng các dụng cụ. Nhiều tác giả cho rằng hoạt động này có thể là nghi lễ của chúng. Tuy nhiên, định nghĩa về nghi lễ trong trường hợp này vẫn trong quá trình tranh cãi. Theo mình, rất có thể những con tinh tinh đang tìm cách tiêu diệt tên hề Pennywise bằng cách sử dụng nghi lễ chút. Đa số những con tham gia là đực và hoạt động ném còn kèm theo những tiếng hú liên tục. Ý nghĩa của việc làm này vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó mở ra một con đường khác giúp chúng ta hiểu hơn về loài tinh tinh. Tinh tinh luôn giữ nơi ở của chúng sạch sẽ. Bạn có biết rằng nơi ở của tinh tinh sạch hơn giường của chúng ta không? Theo một nghiên cứu được thực hiện ở Tanzania, nơi ở của tinh tinh ít khi chứa các loài vi khuẩn hơn, đến từ phân, da hoặc miệng so với giường ngủ của con người. Nguyên nhân là vì chúng thường xây tổ mới vào hàng đêm để ngăn vi khuẩn tích tụ. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng họ chỉ phát hiện được 4 ký sinh trùng riêng lẻ trong tổng số 41 nơi ở được phân tích. Vì vậy, tinh tinh đang ngủ yên trong nơi ở của mình mà gần như không có bọ hay vi khuẩn nào cả. Mặc dù cơ thể to lớn của tinh tinh không thích hợp để bơi, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn thích ngâm mình trong nước. Bạn sẽ hiếm khi nhìn thấy một con tinh tinh bơi trong nước vì chúng không thích bơi. Do tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp khiến chúng chìm xuống và cấu tạo cơ thể nặng nề làm chúng khó giữ đầu trên mặt nước. Tuy nhiên một số con tinh tinh lại thích thú khi được ngâm mình ở các vùng nước nông. Tinh tinh cũng biết đau buồn. Vâng, trái tim tinh tinh cũng biết đau. Tinh tinh đã được quan sát thấy rằng chúng sẽ đau buồn vì bạn bè và người thân trong gia đình. Chúng sẽ tự mình đi hoặc đi theo đàn của mình đến viếng, chạm khẽ, ngửi và trải chuốt cho con tinh tinh đã chết. Sự phức tạp trong suy nghĩ của chúng phù hợp với những cảm xúc đầy phức tạp đó. Chúng có thể cảm nhận và thể hiện những cảm xúc đó ra ngoài. Chúng sử dụng cảm xúc như một phương thức để điều hướng cuộc sống và các mối quan hệ. Cảm xúc ấy bao gồm từ tức giận đến vui vẻ, từ hài hước đến thất vọng và mọi loại cảm xúc khác mà chúng ta biết. Tinh tinh được biết đến là loài sở hữu sức mạnh ở cơ bắp, đặc biệt là ở cánh tay. Tuy nhiên, so với con người, lượng sức mạnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và khoa học đại chúng thường bị phóng đại lên với con số gấp 4 đến 8 lần sức mạnh của con người. Nghĩa là xét về tỷ lệ cơ thể thì chúng khỏe hơn con người thật, nhưng tinh tinh không hề mạnh đến mức đó. Động vật ăn thịt hay còn gọi là thiên địch của tinh tinh là loài báo hoa mai. Vì tinh tinh khi trưởng thành rất khỏe nên loài báo hoa mai chỉ thích tấn công, giết và ăn thịt những con tinh tinh con. Tuy nhiên thông thường những con tinh tinh con ở rất gần với những con trưởng thành, vì vậy rất khó để báo hoa mai bắt được. Nhưng vẫn có một cách khác để báo giết được tinh tinh, mình sẽ giải thích ở phía sau. Tinh tinh có sống thành đàn không? Tinh tinh sống trong một xã hội phân hạch, tức là số lượng và thành phần trong các nhóm xã hội của chúng sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng dành phần lớn thời gian của mình ở các nhóm nhỏ, tạm thời, chỉ có vài thành viên, được gọi là đội, nhưng cũng cộng tác với một nhóm lớn hơn, được gọi là cộng đồng. Mặc dù rất ít khi được nhìn thấy chúng cùng nhau ở một nơi, nhưng đối với cộng đồng rất nhiều con đực và cái này, tất cả đều biết nhau và cùng nhau bảo vệ lãnh thổ thuộc ngôi nhà chung của chúng. Mỗi cộng đồng có thể bao gồm tối đa 150 cá thể, nhưng có thứ bậc nghiêm ngặt, thông thường chỉ có một con đực đứng đầu thống trị. Tinh tinh có thể đi bằng hai chân không? Tinh tinh di chuyển bằng cách leo trèo, đu cây và đi bằng bốn chân, đi bằng ngón tay ở chi trước, nhưng chúng cũng có thể đi thẳng bằng hai chân nếu chúng muốn. Tự tử bằng ký sinh trùng. Toxoplasma gondii là một loại ký sinh trùng đơn bào cực nhỏ với vật chủ chính là mèo, nhưng cũng lây nhiễm cho một số loài động vật có vú và chim khác làm vật chủ trung gian.
tạo thành các u nang trong não và các cơ quan khác của chúng. Những vật chủ này sẽ bị một loài mèo lớn ăn thịt nếu ký sinh trùng hoàn thành vòng đời của chúng. Và nghiên cứu ở Gabon đã đưa ra kết luận rằng những con tinh tinh bị nhiễm bệnh này sẽ bị mùi nước tiểu của báo hoa mai thu hút. Việc tinh tinh hướng đến kẻ thù có thể là do tác dụng phụ của việc bị u nang trong não, nhưng nghiên cứu mới nhất cho thấy đó là do ký sinh trùng gây ra. Đối với nước tiểu của sư tử hay hổ, không thể quan sát thấy những tác động tương tự đó, nên cả hai loài này đều không săn được tinh tinh. Điều đó có nghĩa là ký sinh trùng đang trực tiếp điều khiển vật chủ của chúng là loài tinh tinh để tăng khả năng bị báo hoa mai giết chết, tạo điều kiện cho ký sinh trùng hoàn thành vòng đời của chính mình. Nghe khá là ghê rợn phải không các bạn? Tinh tinh có thể dùng các loại dụng cụ không? Tinh tinh là một trong số ít loài động vật được biết là có thể sử dụng dụng cụ. Điều này được thể hiện bằng việc sử dụng gậy để lấy mối ra khỏi gò đất, dùng đá tách hạt để ăn và dùng lá bọt biển ngâm nước để uống. Tinh tinh có nguy cơ tuyệt chủng không? Tinh tinh được xếp vào loại nguy cấp trong sách đỏ của IUCN bởi số lượng tinh tinh đang suy giảm do mất môi trường sống hoặc bị phân mảnh, bị giết để lấy thịt. Những con tinh tinh con được bán làm vật nuôi hoặc điều trị bệnh. Và chúng cũng thường xuyên bị mắc vào bẫy do những kẻ săn trộm đặt để bẫy các loài động vật khác. Điều này có thể khiến chúng bị thương nặng, nhiễm trùng và cuối cùng là dẫn đến tử vong. Vậy là những sự thật thú vị về tinh tinh đã hết. Kênh Động Vật Đại Chiến sẽ tiếp tục ra các video thú vị về các loài động vật. Nên các bạn đừng quên bấm đăng ký nếu yêu thích chủ đề này. Xin chào tạm biệt.